làm nó mặc bộ đồ y gan vậy, tóc trang rồi thay rồi y gan vậy luôn. Y gan vậy luôn. Tại vì á tóc lên tay rồi cái gì vậy, chú có gượt theo chút xíu mà gượt chạy ra chạy không gượt theo nữa, không gượt theo mà chú gượt luôn chạy cái tụi mà không biết mình cái người mà chạy chở đó nha là không biết mặt nó bị làm sao nó chạy tới đây nè, một cái hết ra chú gượt mình luôn rồi chú nói là con nhỏ này á vừa chạy rồi chú nói là con nhỏ này là bị thứ nhất là bị bắt cóc, thứ hai nữa là giống như cha gia đình nó chở đi xin người trở về chú mình làm không có mà không mình không thấy gì mình nhảy vô mà nói làm gì cơ, nhảy vô nói gì chú tức cho chú mình lại đó chú nói. Chú hỏi chú đó là mấy người ở đó luôn, chú nói thầy có ai thấy bé Ngọc còn té không, chú hỏi mấy người luôn mà cái nó đi qua nó xin tiền mình á, vừa chạy chút xíu rồi bắt đầu là sao mà chạy sao lưng chạy tới một chạy hết ra luôn mà bé đi qua xin tiền mà nhưng mà thấy mẫu ở kia rồi nên là không thấy người chở hay luôn, không có thấy người chở cũng như đằng sau mình mới chạy tới, không có thấy đằng sau chạy tới cũng như mình chạy đằng sau chạy tới chạy nó chú nói với chừng là nó chạy hết ra luôn rồi chú nghĩ là cái nhất đó lần nhỏ này bắt cóc, thứ hai là như là gia đình chở đi sinh rồi bây giờ là trở về mà chú chạy thêm chút chạy cũng chạy theo người chạy không kịp chạy chút xíu đó là nằm ở khu vực nào chú? Cây xăng ba mươi bên này cây xăng bên bển thì xe lông Honda mà bên bển nó có mình đâu, nó không lúc 12 giờ có mình đâu nó không thì theo như con nghe thông tin hôm dài á thì chú có điện thoại với con là chú là cái người mà chứng kiến là thấy được bé Học còn sống chú, thì cái sự việc nó như thế nào thì anh em con cũng lặn lội gần 200 cái số từ bên Đồng Tháp qua đây để là tìm hiểu được sự việc nó có thực sự như vậy không, thì chú có thể trình bày lại cho ừ thì vậy đó, thì có sao thì chú nói như vậy thì chú đi chợ đêm nào chú cũng đi, chú ở đây đi chú đi chợ đi gạch sỏi rồi tới cây xăng 30 á là chú mới đổ xăng rồi á nó bển đi qua bên xe lông Honda bển đậu bển đi qua mới có nửa lộ thôi là có cái liên á qua nửa lộ thôi là chúng ở đây đổ xong rồi là bắt đầu nó định nó qua nó đổ xong nó xin tiền chú rồi chú mới chạy đi một chút xíu rồi không biết mà ai á chở đi ngang một cái vô rồi chú suy nghĩ chú nói là cái thứ nhất á chú chạy thêm một xíu nữa mà chạy không kịp nó chạy hết ra luôn á, chạy không kịp là chạy dữ dằn luôn hết ra luôn mà ngang một cái vô mà chú giật mình luôn á rồi chú mới nói là chú suy nghĩ á, chú chạy thêm một phút là chú không kịp chú mới ngừng tắt máy lại chú nói là cái con nhỏ này á, thứ nhất á là gia đình á là chở nó đi xin rồi cũng như tới cái giờ đó đó 12 giờ khuya là chở nó đi về đó, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con nhỏ này nó bị là ai bắt cóc nó gì nó chở đi vậy đó, chứ anh nói thường thường trong bụng mà nói đi xin gì chắc tối 12 giờ con nhỏ này nó đi cái mình anh thôi, nó qua anh xin tiền anh mà anh đổ xăng rồi chú mới đi chạy rồi không biết có đằng sau có chiếc xe nào chạy chở ngang chú giật mình luôn mà một cái vung luôn hết ra mà tóc nó sừng lên luôn mà rồi chú mới chạy theo chú chạy không kịp đó vậy thôi. Có nhiều cái sáng lại bắt đầu chú đi dưới chú bán bắt đầu là gặp 12 giờ chú bán cá rồi bắt đầu là sáng lại là chú nghe nói là cái vụ mà nói nhỏ này nó chích nước chú lại mới nói mấy tiếng nói mà người này người kia nói vậy rồi thôi chú bỏ luôn tới giờ mà chú về chú nói với sớm nguyên một sớm là chú nói khẳng định là con nhỏ này là 80% là nhỏ này còn sống tại vì tôi gặp mà như con bé Ngọc này luôn mà nó đi mình đó nó thôi vậy đó. Sớm ai hỏi nhiêu là anh thấy anh nói rồi nguyên cái sớm nó là anh nói vậy mà mình nói người ta không tin. Tính làm đêm bất đợi tại vì đêm nào anh cũng đi chợ ở trên trời á vậy đó, mà thường nó gặp sao mà 4-5 đứa mà sao mà con nhỏ này nó có mình đơn thôi, từ ở bệnh bển á lộ bển nó đi qua nó xin tiền chú mà qua mới cái giữa lộ thôi là bắt đầu là chú đổ xăng rồi là chú chạy đi rồi đằng sau nó chạy tới một cái chú giật mình luôn chạy dữ dằn luôn là chú suy nghĩ là nói là con nhỏ này á thứ nhất á là gia đình nó chở nó đi xin á rồi bắt đầu chở nó về đó, cái thứ hai nữa là con nhỏ này nó bị bắt cóc thôi là vậy đó. Rồi chú chạy theo chút xíu không kịp chú bỏ luôn rồi sáng mà chú đi bán rồi sáng về bắt đầu chú nghe cái vụ mà nó nhỏ này trên nước chú lại chú coi rồi chú nói vài tiếng nói mà người này nghe nói không. Khi mà chú coi được tin tức là cái con bé Ngọc này trên nước á thì là lúc đó là tin tức nó đã đưa là ngày thứ mấy rồi chú? Ngày thứ nhất luôn, ngày đầu tiên đó. Không phải ngày thứ nhất đúng. Yeah. Cái ngày cái bữa mà con quay là con đã thấy chú rồi. Yeah. Là cái bữa chú lại chú nghe chú mới lại đó. Chú lại của cái bà cô sư cô đó. Là cái bữa đó là ngày đó vậy hả? Ngày thứ 9 rồi. À. Là cái lúc đó là chú mới hay đúng không? Mới hay.
thì á là con mới quay ở bên đó, con có quay cái video mà như là chú có cũng bị khẩu trang gì đó. Rồi á chú đứng kế ngay chỗ cái hiện trường á. Rồi chú mới nói là chú gặp vào cái ai là ai chửi chú. Đó đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chú mới im luôn, im luôn. Đứng đó. Đó là cái video đó là cái ngày đó là ngày thứ 9. Dạ. Cái đó là chú không biết. Nhưng mà chú biết. Là mới biết thôi. Chú mới biết rồi. Chú mới bùng phát lên, bùng nổ lên ai cũng biết. Lúc đó là nó gọi từ lúc đó. Là bà con ai cũng biết hết. Rồi. Là lúc đó là ngày thứ 9 là chú. Vậy là chú thấy là khoảng ngày thứ 6 là không. Đã nói chú ngày thứ 9 là tức nó là chú thấy trước bữa là chú ấy cái ngày thứ 7 ngày thứ 8 gì? 7-8. Đó, là chú ngày thứ 9 là chú mới tới hiện trường. Chú mới tới hiện trường là chú nói là chú đã thấy hồi tối rồi. Đó là sáng lại là chú mới lại hiện trường. Chứ bây giờ chú nói mà thêm bớt gì cũng đâu có ai mà dạ. cho chú tiền cho bạc đâu mà chú nói thêm kia có sao chú nói vậy đâu có lợi ích gì cho chú đâu. Con mới là nghe chú nói vậy á là mà con mới trích xuất camera những cái video trước đó là con thấy có một người nói thì ra là chú. Bởi vì con mới là con luôn bảo gần 200 cây số rồi con mới dụ nó chơi rồi đi qua đây để chú tìm chú. Đúng rồi, chú không có nói, chú không có chống lại ai nói thì sao nói, mình gặp như vậy có sao. Cái đêm mà chú thấy cái ngọc đó thì dốc quán với lại mà hình ảnh là giống như trên giống như ra ngày thôi, chứ mình chưa có là mình biết con nhỏ này. Tức là trước khi mà coi tin tức luôn, đã gặp đó là khi mà biết tin tức rồi thì là đã mấy ngày rồi. Tức là cách một ngày thôi. Một ngày, tại vì chú nói là tối giờ tối chứ gặp mà sáng là chú lợi đúng không? Sáng là bữa đó chú quên mấy bữa đó, chú quên đó. Có bữa đó thứ mấy chú cũng không nhớ. Nếu mà chú nói chú... tối gặp mà sáng là chú nói là con nghe là có người chửi với chú gì đó. Là lúc đó là chú gặp. Làm như trước mấy ngày đó mà chú không nhớ mình đâu có để ý cái việc ba cái vụ này đâu, không có để ý, không có quan tâm tới. Cái bữa chú lợi đó là ngày thứ 9 là chú. Dạ. Chú không có quan tâm với sao mà chú nghe nó mình gặp vậy mà sao mà chú nghe nó là con nhỏ này chết nước người thành thử ra. Người ta nói vậy thì mình thôi, mà chú nói vậy thì tiếng nói vậy thôi. Thì chú về đây nè, ở sớm này ta lại uống cà phê. Chú cũng nói gặp sao có sao chú nói vậy, chú nói là khẳng định là. Thì theo chú trong cái sự việc này bên phía gia đình tung tin là bé Ngọc này chết thì chú thấy sao về sự việc này mà trong khi chính mắt chú là cái người thấy bé Ngọc vẫn còn sống chứ? Chú nghĩ là 80% là bé Ngọc này còn sống. 80%. Tại vì là lên cái chưa có biết mặt nó mà lên cái Facebook này nè. Là sẽ làm nó mặc bộ đồ y gan vậy, tóc đang thay đồ y gan vậy luôn. Tóc y gan vậy luôn. Tại vì á tóc người tay rồi cái gì vậy? Chú có gượt theo chút xíu mà gượt chạy ra chạy không gượt theo nó. Có gượt theo mà chú gượt chạy cho tụi mà không biết mình cái người mà chạy chở nó nha là không biết mặt nó bị làm sao nó chạy tới đây nè. Một cái hết ra chú giật mình luôn. Rồi chú nói là con nhỏ này á vừa chạy mà chú nói là con nhỏ này là bị cái thứ nhất là bị bắt cóc, cái thứ hai nữa là lẫn như cái gia đình nó chở đi xin người trở về. Vậy đó. Vậy. Tại vì mấy anh em con á thì khi mà quay những cái video và xem đợi những cái tình tiết mà khi mà phỏng vấn những cái người thân cũng như là mẹ bé nè, rồi cô bé nè, rồi những cái người hỗ trợ để tìm kiếm có sự gì đó kiểu như là nó hơi nghi vấn tí đó mà thì tìm kiếm là quá mười mấy ngày vẫn không được, tới giờ vẫn không có tin. Thì cũng nghe nói cũng những người thông tin đó, nghe nói một số bạn thì nghe nói còn sống chứ chú thì chú khẳng định là nhỏ này 80% nhỏ này còn sống như vậy. Dạ. Như vậy đó, thì con nghĩ rằng có người nói là bé Ngọc này đã đi theo ba đi ra biển rồi. Nó khi mà con lên lên nhà của bé Ngọc là hai lần như vậy á, là khi lên nhà của bà mẹ của bé á, là con có hỗ trợ cho được 200 đó. Rồi nhưng mà khi mà hỏi về ba của bé á, là ba sau này á thì là mẹ của bé nói là ổng đi tới Tết mới về đó. Cái chỗ đó mình thấy có cái sự hơi vắng gì không chú? Cái đó thì chú không biết, chú có sao chú nói vậy, tôi gặp thầy cái tình trạng như vậy mà chú khẳng định như thế mà chú gặp như vậy đó là 80% là đã học rồi, đã học xong. Cái đó thì chú không biết. Người ta tung tin này ra để là kiếm tiền từ mạnh quân hay là tung tin này ra để có cái mục đích khác.
chú có nghĩ không, tại tụi con cũng có nhiều cái mà nghi vấn đó. Mình nghi vấn là chú không có mà khẳng định cho chú, mình được quyền nghi vấn, mình được quyền, như tụi con cũng có những cái nghi vấn riêng đó, thì cũng có chia sẻ với bà con. Thì theo chú đã thấy tận mắt như vậy, chú có nghi vấn hay là cũng có thiết gì không? Cũng có nghi chút đỉnh, mà có ai mà lợi ở đây là uống cà phê là chú nói, là chú nói với mấy người ta, chú nói là 80% là con nhỏ này là còn sống. Dạ. Chú nghĩ vậy, 80% chú nói. Tại chú nói là kiếm gì kiếm không bao giờ mà gặp, tại vì chú thấy là y gan con nhỏ này là con bé Ngọc này mà. Tại vì cái tình tiết đáng để ý nhất là khi mà xảy ra vụ việc thì gia đình không có lo. Dạ. Gia đình vẫn bình thản, không có sự gì mà gọi là hoặc là làm cái đám gì nữa. Đó. Nó diễn ra là một cách rất là bình thường đúng không chú? Chú thấy bình thường không? Nhà gia đình do là mạnh thường quân rồi bà con cô bác rồi các anh một bên rồi người ta tìm kiếm, chứ ra là gia đình đâu tìm kiếm đâu. Nghe nói cho làm đơn là không tìm, ngừng tìm mà làm đơn với công an là ngừng tìm luôn mà. Không tìm luôn. Làm đơn công an là không tìm nữa. Đó, cho nên là cơ quan cũng không có vào cuộc, tại vì người ta đã làm cái đơn đó rồi. Cho vậy là chú phải tức, chú không có nói người ta là tiền gì, chú không biết, chú mới tức, chú nói vẫn định là chú nói là bữa nào chú nói chú không rảnh, tại vì ban ngày về á là mấy ngày gấp đi, ban ngày về chú ngủ, chú nói chú rảnh, chú lại vô công an phường, chú nói gặp cái nguyên nhân là y ra ngày chú muốn trình cho công an biết, rồi là cái sạch là như vậy. Chú có trình công an không? Không có trình, mà cái khẳng định là chú như vậy, khẳng định là chú muốn lại là cho trình cho công an, cho nói như vậy là cũng như cho mà công an nó là nói với cái mấy anh em là YouTube đó, đừng có kiếm nữa. Okay. Mà cái đêm đó chú thấy cái người chở đó trẻ hay già? Không có thấy, cũng như nó chạy mình, nó chạy đằng sau mình, nó chạy vậy nè, chạy vẫn tao chỉ là thấy cái tóc nó với nhỏ nó mạnh nó mặc, cái nó đi qua nó xin tiền mình á, vừa chạy chút xíu rồi bắt đầu là sao mà chạy sau lưng chạy tới một chạy hết ra luôn mà. À, thấy bé đi qua xin tiền mình, nhưng mà tại vì cái xe kia thì đậu bên kia rồi, cho nên là không thấy cái người chở hay chú. Không có thấy người chở, cũng như đằng sau mình nó chạy tới, không có thấy. Đằng sau chạy tới, cũng như mình chạy đằng sau chạy tới, chạy nó chú nói với tương là nó chạy hết ra luôn. Rồi chú nghĩ là cái nhất á, lần nhỏ này bắt cóc, cái thứ hai là cũng như là gia đình nó chở đi xin rồi bây giờ là chở về, mà chú chạy theo, chú cũng chạy theo mà chạy không kịp. Có chạy chút xíu. Đó là nằm ở khu vực nào chú? Cây xăng 30. Bên đây cây xăng bên bản thì xe lông không ra, mà ở bên bản nó có mình đơn nó thôi. Lúc 12 giờ có mình đơn nó thôi. Dạo gần đây chú có gặp lại không? Chú thấy không luôn, tới giờ là không gặp. Chứ đêm nào chú không đi. Đêm nào cũng đi. Bây giờ tới giờ là đó là cũng tới giờ là không gặp luôn. Không gặp. Này có khi là sợ lộ nên đưa tỉnh khác không chừng. Nếu mà thật sự còn sống. Chú về chú nói với mấy người là khẳng định là 80% là nhỏ này là còn sống. Tôi nói chú định là lỡ là nói trình với công an là chú gặp như vậy có sao, chú nói vậy chú đâu có gì đâu, chú lỡ tính nói vậy, mà tại vì đi làm bằng làm giấc tối ban ngày sẽ về ngủ ban ngày về ngủ nó chưa dám dành. Chú dám khẳng định thì phải có thấy chú mới dám khẳng định. Chú còn muốn lại là công an chú trình bày gian như sự việc như vậy mà chú nói mà. Chú còn muốn lại công an, chú tính lại công an là khẳng định là chú trình bày công an biết. Người ta biết đúng rồi. Người ta theo dõi. Nhưng mà bây giờ bên gia đình người ta làm cái đơn không tìm nữa thì trong khi cũng có nhiều đội người ta đi tìm mà tìm có được đâu. Chết phải thấy xác mà không thấy xác luôn, giống như ví dụ gần đây là biến đó, cuối cùng sống nhân á, cuối cùng lại là chuẩn bị đồ giả. Cái đợt đó là đây nè, nhỏ đó nó cho tối là như đòn bánh tét chảy xuống sông mà tôi dừng nổi lên, tao còn gặp mà không, tối là như đòn bánh tét, đòn bánh tét là tối như đòn bánh tét. Cái bé này thì nó xuống đó thì nó đâu có dướng cái gì đâu hết chú, mà đi kiếm quá khứ kiếm bằng của ông tâm sang vậy, giao chạy ra ngoài biển gặp cái biển là kiếm dữ dằn luôn. Theo trước đó thông tin anh em con đã biết đó là có một cái người mạnh thường quân, người ta đòi cũng như là đòi nuôi bé đó, là mua nuôi bé đó. Nhưng mà có một số vấn đề cho nên là không cũng như người chịu mình không chịu đó chú, cho nên là đã không nuôi được bé thì cách sau khoảng 5-6 tháng thì nó xảy ra sự việc gì thì mình thấy nó rất là có sự nghi vấn gì đó chú. Tại vì trước đó là bé này đã được quay trên một cái kênh YouTube khác, đã có một người là đòi sinh và mua về cũng như là để nuôi nó á, nhưng mà bên gia đình có một số người là không đồng ý đó. Cho nên là qua sau mấy tháng sau, 5-6 tháng sau lại xảy ra một cái câu chuyện như gì thì mà
lại không tìm được xác của em thì mình thấy cái này nó có cái sự nghi vấn gì đó. Chú đã nói rồi, đã chối nhiều đầu bánh tét nhưng mà vẫn nổi, nhưng mà tại sao lại đứa bé giờ mắt là phải nổi thì không nổi, để ra tìm tới biển mà vẫn không thấy mà lặn chú nào. Chú về chú nói với mình là chú nói là chú khẳng định là 80% là nhỏ này còn sống, thử mấy anh em lưu tích thử và người này người kia kiếp tôi gặp thì cũng có rất nhiều thầy bà đồ từ nước ngoài Mỹ rồi cũng về cũng chỉ điểm mà thấy đâu có thấy có gì đâu chú. Chúng tôi chỗ này chỗ kia gì mà, nhưng mà thật chắc ra là mình nhìn theo cái hướng thực tế là nó khác, cái này nó có một cái sự gì che khuất gì bên trong á. Còn giờ cái hôm đó mà chú tới mà cái hôm mà gặp anh Minh đây á, thì hôm đó là chú tới chú thấy hiện trường như thế nào chú? À, sao? Hôm mà chú bổ mà cái chú tới đó là chú thấy thì chú nghĩ trong bụng chú mà chú không có nói ra thì ở đó là chú không có nói, chú nói là thầy chú nói là kiếm, chú nghĩ là nói rằng nhỏ này còn sống mà kiếm hoài cũng không có nhỏ này. Chú biết rằng mà nói trong bụng khẳng định là chú biết là nói, chú đi làm thuê về mệt mà chú còn nói, chú nói mà mấy người đó nói như vậy thôi chú nói làm gì. Trong lúc mà tin tức nó đang rùng rợn mà nói thì bị động tin mà không tin đó thì được đó con biết đó. Con có quay đó nhưng mà con nghe là con tại vì lúc đó là chú mình cũng trang hay gian gì luôn đúng rồi đó thì là có ai đó là đúng không? Ông nội ông đừng nói sơ sơ gì là chết mình ta thấy gì mắt luôn mà ông ấy thì đồ là cái đó chú im tại mình tại lại đâu có ai là chứng kiến là đúng rồi bé Ngọc té đâu. Cuối cùng tới giờ vẫn chưa có đúng ai chị đứng ra là xác nhận là bé Ngọc té, chỉ là nổi chứ chứ có lại chứ nổi mấy cái gì đứng ngoài, mấy người ngoài á, mấy người anh em ở ngoài chúng mới nói là có người nào gặp không, chứ nói có người nào gặp không. Chú có nói mấy lần chú hỏi mấy người mà đứng đây là sớm á, chú có hỏi là có người nào gặp không, có người nào gặp bé Ngọc té không. Chứ lại gặp giá mình cũng quá trời camera luôn, tại sao không có camera mà chú hỏi có người tức á. Trong bụng chú nói là chú nghĩ chú gặp mà 80 khẳng định là bé Ngọc là 80% là còn sống như vậy. Mà chú lại đó chú hỏi mấy người, có hỏi mấy người ngoài đó, mấy người đó là ở sớm đó nha. Chú nói mấy chị ở đây, mấy chị có gặp mà con bé, có ai mà gặp con bé Ngọc thì lúc mà té không? Chú có nói, chú có hỏi mà hỏi mấy người luôn chứ không phải hỏi người đâu. Hỏi mấy người luôn. Tin tức mà chú hỏi á. Này cũng có, tại vì là tin tức là hầu như là đưa về bé chết không mà. Nhưng mà chú thì lại tặng mất. Rồi. Bây giờ giống như là mình đang 1 ở 100 vậy á. Đúng rồi, hàng trăm tin đưa. Không, cái bữa đó là chú chống, chú nói vài tiếng mà mấy gì đó nói này này kia. Rồi âm chú luôn. Rồi thằng thử ra. Đúng. Nhưng mà chú điện thoại cho con có xem lại những cái video đó thì con mới thấy có một người thiệt là đó là chú. Nhưng mà lúc đó là chú cũng đeo khẩu trang bịt mặt gì đó. Chứ cái chuyện của mình ta mà không có mà không, mình không thấy gì mình nhảy vô mà nói làm gì cơ. Nhảy vô nói gì chú tức cho chúng mình lại đó chú nói. Chú hỏi chú đó là mấy người ở đó luôn, chú nói thầy có ai thấy bé Ngọc còn té không? Chú hỏi mấy người luôn. Rồi, tức mà chú hỏi. Cảm ơn chú chia sẻ tình này cho con. Để anh em này kia không biết rồi để anh em YouTube rồi để đi kiếm hoài tội nghiệp người ta vậy đó. Cái bé mới nãy tôi nói gì đó thôi chú gửi cho 100,000 có ít có ít lòng nhiều ha, có ít tôi gửi ít có nhiều lòng nhiều. Cái bé mới nãy hả? Bé mới nãy đó được không? Dạ. Ý là chú không. Gỡ tiền cho bé nãy thì chú thôi, tại vì con cũng gỡ tính gỡ bé mấy trăm thôi chú gỡ có ít lòng nhiều á, tại vì mấy giờ quá trời đi đám cưới liền luôn. Một bữa hai đám rồi vừa chia sẻ cái thông tin luôn bà con mà chú mới nãy có một cái người điện thoại giờ thì có cái video đó thì chú cũng gửi tiền cho người ta rồi đó. Có ít lòng thấy anh em lưu tích là kiếm hoài tội nghiệp. Nhưng mà chú cũng vừa chia sẻ mà chú vừa gửi tiền cho bé luôn là một đứa bé đang mà thở oxy. Nói chung là con thay mặt cho bé Ngọc cũng cảm ơn chú nha. Đây là một cái bé Ngọc cũng trùng tên luôn, bé Ngọc ở Gạch Giá đang bị nặng. Đó thì con cũng nói chung là con bữa nay con qua tìm chú và cái thứ hai nữa là con qua chia sẻ và giúp đỡ cho cái một hoàn cảnh nữa. Mà rất cảm ơn chú đã nghe được cái điện thoại là vô tình chú thấy thương quá chú giúp đỡ thì con cũng thay mặt cho mẹ con của bé Ngọc cảm ơn chú nha chú. Không có gì. Quên nữa chú thì hồi sớm con cũng quên nói ông chủ cái thông tin này nè. Khi mà con quay mà
người cô nè, rồi người cô nói là trong cái lúc mà cô nói cái người cô hỏi cô có biết ai là thấy chứng kiến trước mắt không, là cô nói là thấy, mà khi mà con nói đi cô, nếu cô thấy cô cho con gặp cái người đó để con quay là con chia sẻ cho cái cho bà con được biết đi. Thì là cô đó lại từ chối, cô nói là sợ công an gì ha đó. Mà khi mà cô nói vậy thì đúng đi, nhưng mà mình nói với nhỏ với cô, mình tâm sự với cô á, mình nói á là nếu mà sợ công an thì cho con xin đi một mình, con tìm hiểu thôi, con biết thôi, thì cô cũng từ chối luôn. Không thấy sao mà đó, dám cô nói cũng từ chối, không khẳng định thì chú thấy chú trong khẳng định, còn người người ta chỉ là một cái chuyện thôi. Chứ mình lại cứ hỏi nó, mà hỏi mấy người coi mấy người ở sớm á, hỏi có người nào gặp không, tin tức mình hỏi có người nào gặp không, để anh em người ta để cảm ơn chú ha, để anh em ta nói hoài, người ta kiếm hoài nghiệp ra. Nếu mà chú có nghe mấy công chuyện thì chú đi làm đi, thì thay mặt cho bà con dạ các cảm ơn chú đã chia sẻ về thông tin đó, cảm ơn chú nha. Bà con thì chú vừa chia sẻ thông tin mà chú đây bà con. Chú vừa chia sẻ cái thông tin mà chú còn tặng cho là cái em Ngọc là 300.000 rồi con, thì nói chung là tấm lòng của chú cũng rất là tốt luôn. Mình thay mặt chú cũng cảm ơn đã gửi 300.000 cho là em Ngọc ở Kiên Giang, đang lâm bệnh, bệnh cũng nặng lắm, hoàn cảnh rất là khó khăn. Mà chú bé thì mà bị bệnh là 7 năm nay rồi, bệnh bẩm sinh mà thở không nổi, nếu mà rút ra là mắt đó. Nhưng mà mẹ này thương con cho nên là cứ đợi đó, và cứ ai cho giúp gì được thì giúp. Còn mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi. Không gửi gì được cho tại vì mấy giờ đó. Dạ dạ con ông cũng con cảm ơn rồi, đi lòng tuy như đây là cũng nhiều lắm mà chú. Không sao. Dạ. Cảm ơn nha. Chú. Dạ. Ồ thì rất là quý luôn chú ạ. Thì nói chung thì mình xin kết thúc video tại đây bà con ơi, tại ở đây thì cũng gần cái nơi gạch giá nè. Thì rất là cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chú đã gửi cho bé Ngọc. Vì mình xin kết thúc video, nếu bà con thấy mà có đúng như vậy thì hãy để lên một cái bình luận giống như là chú đã từng thấy bé, và có những cái cảm nghĩ mà theo như giống như anh em mình là nghi vấn là bé Ngọc còn sống, thì hãy để lên bình luận nghe bà con, và cho mình biết những cái thông tin mới nhất về là bé Ngọc. Comment dưới đây nha bà con. Chúc bà con một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe ha. Chào bà con ha. Con nhớ đăng ký ủng hộ Duy Minh nha bà con.